những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga - Ukraine trong 24 giờ qua. Romania sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái F-16. Ukraine giành thế chủ động trong cuộc phản công đang diễn ra. Người Nga tin tưởng Prigozhin hơn Shoigu và coi cuộc xung đột của họ chưa kết thúc. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, nước Nga bên bờ vực nội chiến, lực lượng Chechnya sẽ tiến vào Điện Kremlin. Tiết lộ rúng động, 70% sĩ quan thuộc cơ quan an ninh FSB của Nga không muốn bảo vệ ông Putin trước cuộc binh biến thứ hai. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Romania sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái F-16. Kính thưa quý vị, Romania cho biết sẽ khai trương trung tâm đào tạo phi công điều khiển tiêm kích F-16, trong đó có các học viên tới từ Ukraine. Theo thông cáo công bố sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng tối cao Romania vào ngày 6 tháng 7, chúng tôi phối hợp với các đồng minh và công ty thiết kế F-16 mở trung tâm đào tạo khu vực tại Romania để huấn luyện phi công vận hành loại tiêm kích này. Thông cáo có đoạn, cơ sở này sẽ đào tạo phi công Romani điều khiển tiêm kích F-16, sau đó sẽ mở cửa tiếp nhận phi công từ các đồng minh và đối tác của NATO, trong đó có Ukraine. Trung tâm sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo của đồng minh và các đối tác trong khu vực. Các quan chức Ukraine trong nhiều tháng đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích tiên tiến, đặc biệt là mẫu F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây đánh giá hạ tầng tại Ukraine không đủ điều kiện vận hành F-16, cũng như mẫu tiêm kích này khó mang lại ưu thế nổi bật hoặc thay đổi đáng kể cục diện chiến sự. Một số quan chức phương Tây cho biết việc chuyển giao F-16 cho Ukraine có thể bắt đầu vào năm 2024, song chưa rõ quốc gia nào sẽ cung cấp mẫu tiêm kích này. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren hồi tháng 6 bày tỏ hy vọng khóa huấn luyện phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 có thể bắt đầu vào mùa hè này. Hà Lan và Đan Mạch là hai quốc gia tuyên bố đi tiên phong trong chương trình huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine. Giới chức Đan Mạch cho biết đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho khóa huấn luyện tại nước này. Ba Lan cũng tuyên bố sẵn sàng đào tạo phi công F-16 cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 cảnh báo F-16 sẽ cháy rụi tại Ukraine giống như xe tăng chủ lực Leopard 2. Ông Putin cũng cảnh báo Ukraine nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Romania, quốc gia có đường biên giới dài 650 km với Ukraine, đang vận hành 17 tiêm kích F-16 mua lại từ Bồ Đào Nha và ký hợp đồng mua lại 32 chiếc từ Na Uy. Romania cũng đặt mục tiêu mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ, song có thể mất nhiều năm để đạt được thương vụ này. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970 được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng từ 30 cho đến 35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế, chính trị và các yếu tố khác. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h ở độ cao 12.000 m, trần bay tối đa 18.000 m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị một pháo 6 nòng 20mm, 11 giá trao có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí. Ukraine giành thế chủ động trong cuộc phản công đang diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội của nước này đã giành được thế chủ động trong cuộc phản công và đang tiến về phía trước. Radar Ukraine dẫn lời, phát biểu tại cuộc họp báo ở Praha tại Cộng hòa Séc vào ngày 6 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định lực lượng của Kiev có thể chủ động và đang tiến về phía trước trong cuộc phản công nhắm vào lực lượng Nga, dù với tiến độ chậm chạp. Theo lời Tổng thống Zelensky, lực lượng Nga phải lùi về phía sau trên chiến tuyến. Tôi thấy đây là một dấu hiệu tích cực, nhà lãnh đạo Ukraine nói, nhưng không nêu rõ những thành tựu quân sự cụ thể. Ukraine từ đầu tháng 6 năm 2023 tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở chiến tuyến Đông Nam.
nhưng hứng thiệt hại nặng về nhân lực và thiết bị. Cuối tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maria khẳng định, quân đội nước này đang tiến lên trong các trận chiến khốc liệt ở mặt trận phía Nam, gồm hai hướng là Berdyansk và Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia. Trái ngược với phát biểu của ông Zelensky, lãnh đạo Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Vladimir Rogov cuối ngày 6 tháng 7 nói rằng, lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn do Ukraine tiến hành. Ông Rogov nói, tối nay, các chiến binh Ukraine đã tăng cường tấn công trên một mặt trận rộng lớn dài ít nhất 3 km. Các cuộc đột kích được Ukraine tiến hành nối tiếp nhau theo từng nhóm quân nhân nhỏ. Khẳng định, Kiev đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do vấp phải lực lượng phòng thủ của Nga. Trên chiến trường, Nga được mô tả là áp đảo hoàn toàn về pháo binh và năng lực tác chiến đường không do các hệ thống phòng không của Ukraine hoặc đã bị phá hủy, hoặc còn rất ít đạn dược để hoạt động. Bên cạnh đó, Moscow đã bố trí các tuyến công sự kiên cố, diện tích rộng, bảo vệ bằng mìn. Theo số liệu của Nga, Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ trong khoảng 3 tuần đầu tiên vào tháng 6 năm 2023. Vào đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo phía Nga đã phá hủy 920 xe bọc thép của Ukraine, bao gồm 16 xe tăng Leopard ở Zaporizhia và vùng Donbass. Người Nga tin tưởng Prigozhin hơn Shoigu và coi cuộc xung đột của họ chưa kết thúc. Sau cuộc binh biến thất bại của PMC quạt nửa ở Nga, 31% người Nga tin tưởng chủ nhân của họ là Yevgeny Prigozhin, so với 49% không tin tưởng. Đồng thời, chỉ số niềm tin của công dân Nga đối với Bộ Quốc phòng của nước này, Sergei Shoigu, là 25%, so với 60% của những người không tin tưởng. Và quan trọng nhất, 45% số người được hỏi coi cuộc xung đột chưa kết thúc. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu mật của chính quyền Tổng thống Nga, theo Telegram Spy Dozier. Tác giả của kênh lưu ý rằng nhiều dữ liệu thú vị hơn đã được tung ra không gian công cộng, cụ thể là hai thông điệp. Thứ nhất, sự ủng hộ của Tổng thống là 80% và sau những sự kiện này, nó đã trở thành 90%. Theo nghĩa này, mọi người sẵn sàng cầu nguyện cho Vladimir Putin. Sergei Markov, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Chính trị, cho biết. Thứ hai, theo Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga, mức độ tin tưởng của công dân Liên bang Nga đối với Tổng thống là 78,6%. Trên thực tế, 62% người Nga tin tưởng Putin, 30% không tin tưởng ông và 8% cảm thấy khó trả lời. Tác giả của kênh cũng chỉ ra một thực tế rằng chỉ số chính trong toàn bộ câu chuyện này là ý kiến của 45% người Nga rằng cuộc xung đột giữa Shoigu và Prigozhin chưa kết thúc lần đầu tiên trùng khớp với ý kiến của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nơi họ cũng tin chắc rằng cuộc binh biến có thể lặp lại. Giả định này trên kênh đã được lập luận bởi thực tế là sau 2 tuần, có một số tướng lĩnh và hàng chục quan chức Nga đã bị trừng phạt, trong đó có tướng Surovikin. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, nước Nga bên bờ vực nội chiến, lực lượng Chechnya sẽ tiến vào Điện Kremlin. Trong bối cảnh cuộc chiến không thành công với Ukraine, đối với Moskva, Nga đang đứng trước bờ vực của một cuộc nội chiến. Điều này được người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirill Budanov, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản The Times của Anh. Các đoạn của cuộc phỏng vấn được xuất bản bởi dịch vụ báo chí của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo lời ông, các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine đã có thể đánh chặn dữ liệu bí mật của lực lượng an ninh Nga, trong đó mô tả tâm trạng thực sự của người Nga liên quan đến nỗ lực nổi dậy quân sự của Prigozhin và công ty quân sự tư nhân Wagner của ông ta. Theo dữ liệu bí mật của Bộ Nội vụ Liên bang Nga bị rơi vào tay của phía Ukraine trong cuộc nổi loạn Prigozhin, hành động quân sự của ông ta chống lại Điện Kremlin đã được sự ủng hộ của dân số của 17 trong 46 vùng của Liên bang Nga. Trong khi đó, 21 khu vực của Nga ủng hộ Putin. Điều này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Nga. Đáng chú ý là Tổng thống Nga nhận được sự ủng hộ thấp nhất ở Bắc Kavkaz, ở Dagestan. Ông nhấn mạnh, nước Nga đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến. Chỉ cần một sự việc nhỏ trong nội bộ và xung đột nội bộ sẽ ngày càng gay gắt. Ông Budanov nói thêm rằng, sự bất ổn nội bộ ở Nga và việc Putin bị loại khỏi quyền lực có thể mang lại lợi ích cho Ukraine.
Đồng thời, yếu tố huy động quân có tác động làm mất tinh thần đối với Nga. Theo ông, tại các thành phố lớn nhất của Nga, người dân phản đối cuộc chiến với Ukraine. Trước đó, ông Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine tuyên bố, sự sụp đổ của Liên bang Nga thành nhiều phần là không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến việc hình thành thêm một số quốc gia độc lập với Moscow. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó như người sáng lập tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin hoặc nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cố gắng tiến vào Điện Kremlin. Interfax Ukraine trích dẫn bài phát biểu của Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp với các chính trị gia Bulgaria. Ông Zelensky nói, người đứng đầu hiện tại của Nga Vladimir Putin yếu đến mức không thể bảo vệ các khu vực của Nga khỏi các binh lính của chính mình. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu ai đó như Prigozhin hay Kadyrov chẳng hạn tiến vào Điện Kremlin. Phần còn lại của các lực lượng chiến đấu của Nga hiện đang được triển khai tại các khu vực bị chiếm đóng của đất nước chúng tôi, trong khi các lực lượng được cho là bảo đảm an ninh cho chế độ của Putin ở Nga lại không có động lực để làm như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải gia tăng áp lực tập thể đối với Nga. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng, Ukraine càng nhận được nhiều viện trợ, đạn dược và vũ khí, thì quy mô của cuộc chiến ở Ukraine càng giảm. Tiết lộ rúng động, 70% sĩ quan thuộc cơ quan an ninh FSB của Nga không muốn bảo vệ ông Putin trước cuộc binh biến thứ hai. Mikhail Khodorkovsky, cựu tài phiệt Nga sống lưu vong, nói với Newsweek rằng chưa đến 1/3 cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB sẵn sàng ủng hộ Tổng thống Putin nếu cuộc binh biến của Yevgeny Prigozhin lặp lại. Cựu giám đốc dầu mỏ Nga Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại nhà lãnh đạo Nga cho biết ông thường được các thành viên của FSB liên lạc, những người đã vỡ mộng với chế độ của Putin và cung cấp cho ông nhiều thông tin nội bộ từ Điện Kremlin. Người đàn ông 60 tuổi, người được Điện Kremlin chỉ định là đặc vụ nước ngoài, đứng đầu trong công ty năng lượng Yuskos trước khi ngồi tù một thập kỷ ở Nga vì những gì các nhà phê bình gọi là cáo buộc có động cơ chính trị. Ông là một trong những người ủng hộ thay đổi dân chủ sớm nhất ở Nga, chỉ trích nạn tham nhũng tràn lan tại cuộc gặp trên truyền hình với Putin hồi đầu năm 2003. Khodorkovsky được Tổng thống Nga ân xá vào năm 2013, nhưng vẫn là người hàng đầu trong giới chỉ trích chế độ của ông Putin. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek từ London, nơi ông hiện đang sống, Khodorkovsky cho biết ông biết được rằng mức độ trung thành của những người phục vụ Putin là khá thấp. Ông nói, với những thông tin mà tôi được cung cấp từ chính cơ quan an ninh Nga, tôi nghĩ nếu có một cuộc binh biến khác vào ngày mai và các sĩ quan FSB được kêu gọi để bảo vệ Putin khỏi cuộc binh biến đó, tôi cho rằng có lẽ chỉ 30% sẵn sàng làm điều đó. Nhà tài phiệt trước đây đã đề cập đến một bước tiến tới Moscow của Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn Wagner, người đã tuyên bố một cuộc tuần hành công lý chống lại giới lãnh đạo quân sự của đất nước vào ngày 24 tháng 6. Trong cuộc nổi loạn kéo dài chưa đầy 24 giờ bị hủy bỏ, ông chủ tập đoàn Wagner đã nắm quyền kiểm soát hai trung tâm quân sự ở miền nam nước Nga và tiến gần đến thủ đô, tuyên bố rằng mục tiêu của ông ta là khiến những người lãnh đạo cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng, phải từ chức. Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, nỗ lực trỗi dậy của Prigozhin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gay gắt với giới lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin. Vài ngày trước đó, ông đã bác bỏ yêu cầu của Shoigu và Putin rằng lực lượng bán quân sự của ông phải ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng trước hạn chót là ngày 1 tháng 7. Ông ấy đã dừng cuộc tuần hành của mình như một phần của thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Tuy nhiên, Prigozhin cho biết lực lượng của ông không gặp phải sự kháng cự nào khi họ tiến từ miền nam nước Nga đến thủ đô. Người đứng đầu lực lượng phê bình quốc gia Nga Viktor Solotov cũng cho biết vào ngày 27 tháng 6 rằng Moscow tập trung mọi lực lượng để bảo vệ thành phố. Nếu không, họ sẽ đi qua chúng tôi như một con dao xuyên qua bờ. Vào tháng 4, một trong những dự án của Khodorkovsky, trang web điều tra Dossier Center, chuyên theo dõi hoạt động tội phạm của nhiều người có liên quan đến Điện Kremlin, đã đăng một cuộc phỏng vấn với Gleb Karaklev, một người đào tẩu khỏi dịch vụ bảo vệ liên bang FSO của Nga. Karaklev
từng là đội trưởng của FSO và là một trong những sĩ quan bảo vệ của Putin trước khi chạy trốn đến Istanbul vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Dossier Center tiết lộ rằng một người đào thoát đã cho chúng tôi phỏng vấn. Về cơ bản, đây là người rất thân với Putin. Anh ấy là người cung cấp thông tin liên lạc cho Putin. Anh ấy luôn đi loanh quanh với đường dây điện thoại bên cạnh Putin. Anh ấy kể Kronovsky nói với chúng tôi rằng mức độ trung thành của những người phục vụ Putin khá thấp. Kronovsky cho biết điều này không bao gồm vòng thân cận nhất của Putin, bởi vì những người này hiểu rõ rằng số phận, tương lai và vận mệnh của họ hoàn toàn gắn liền với Putin. Điều đó không có nghĩa là họ có thể không phản bội ông ấy vào một ngày nào đó, nhưng họ sẽ không đề cập đến việc họ sẽ không nói về điều đó một cách công khai. Cựu tài việt người Nga Khodorkovsky nói thêm, nhưng nếu chúng ta đang nói về người thứ ba, hoặc thậm chí thứ tư được thêm vào xung quanh Putin, thì có khá nhiều nguồn tin từ những nhóm đó. Đây là những người đang cố gắng giữ lối vào phía sau mở cho chính họ, để có một lối thoát tiềm năng cho chính họ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.